Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là ngày 16 âm lịch này, em lại tiếp tục gửi hai con chim đi thành phố Hồ Chí Minh nhá. Và đây là hộp của em đã làm sẵn rồi này. Đấy, quay cho mọi người xem nhé. Đây, ngã tư An Sương này, Hồ Chí Minh nhá. Đấy, cái hộp này em sẽ nhốt hai con này. Và em đã chuẩn bị đầy đủ một cái hũ nước và một cái hũ thức ăn. Đây, với chim Misa đã chuẩn bị như vậy. Nhưng mà gần ấy thì em chỉ gửi hộp giấy thôi, không cần thức ăn. Nhưng mà gửi đi xa ấy thì phải chuẩn bị như vậy này. Đối với thành phố Hồ Chí Minh ấy thì con chim nó sẽ mất thời gian khoảng là 2 ngày một đêm mới đến. Đấy. Lần trước thì em cũng đã gửi rồi, chim rất là an toàn nha mọi người. Với lại em gửi cái nhà xe này, nhà xe cũng rất là chu đáo. Đấy. Cái hộp này nếu mà như em nhốt hai con ấy thì nó hơi bị hẹp một chút. Nếu mà lần sau em làm hộp ấy thì em sẽ làm dài ra một chút như thế này. Thêm 5 phân nữa là ok. Đấy. Nếu mà gửi một con thì nó quá hợp lý rồi, nhưng mà em lần này em gửi hai con, em gửi chung một hộp cho nó đỡ tiền cước. Lần trước thì em cũng gửi hai con với cái hộp như thế này. Đấy. Bây giờ em sẽ quay sơ qua cho tất cả mọi người xem những cái con chim ở nhà em nhé. Bên ngoài này là đa số là chim tơ thôi mọi người ạ. Chim tơ em chưa tách được, với lại đang hết lồng. Em cũng chưa mua được lồng. Đấy. Đây, thức ăn hiện tại thì em chỉ có chăn chăn thóc với chăn ngô thôi nhé. Đôi khi một tuần em cho ăn cám khoảng 1-2 lần. Với một con chim gáy như thế này, nếu mà với cái điều kiện mà không rơi vãi ấy, thì một con chim cu gáy ăn một năm hết khoảng 6 đến 7 cân thóc mọi người nhé. 6 đến 7 cân thóc thôi. Đấy, chứ không nhiều đâu, không nhiều như các cụ ngày xưa nói mà là ăn hết hàng thúng đâu. Đấy. Đấy chỉ là đồn đoán thôi. Mà các cụ ngày xưa làm rơi vãi rất là nhiều. Nhưng em bây giờ là em rơi vãi xuống nền thì những cái con, ví dụ những cái con ở trên này nó ăn nó rơi vãi xuống nền thì những cái con bên dưới nó cũng nhạt hết. Nên là em tính sơ sơ vào một năm ấy thì một con nó chỉ ăn hết độ tầm mà 6 đến 7 cân thóc thôi, chứ không nhiều nhá. Trang trại nhà em ấy thuộc những dạng là quy mô nó nhỏ thôi, nên là cũng không tốn hết bao nhiêu thức ăn trong vòng một năm. Một năm em chỉ chăn hết tầm độ 2 tấn thóc thôi mọi người ạ. Còn cám thì em có thể là chăn một tháng khoảng 1,5 bao, bởi vì em chỉ là bổ sung thôi, cám chỉ là bổ sung thôi nhé, chứ không chăn tốn quá nhiều như những trang trại lớn khác. Đấy. Chim bên này là đa số là chim non nên em chăn rất là đơn giản thôi, đa số là thóc với lại ngô và cám tỷ lệ rất là ít. Mọi người mua chim của em về thì mọi người hay mua những cái thức ăn như là kê này, vừng này, hay là những cái thức ăn mà nó không quen như nhà em chăn ấy thì về có thể là nó bị phân xanh, phân trắng rất là nhiều. Nếu mà những anh em nào mà mua chim của em về là bị phân xanh, phân trắng ấy thì anh em nên cho ăn cám gà nhé, cho ăn cám gà. Nếu mà những cái con chim nào mà không ăn cám gà ấy, thì sẽ can thiệp bằng thuốc của người. Đấy, cũng rất là đơn giản thôi, nuôi chim này cũng rất là đơn giản thôi. Nếu mà mình phòng bệnh được, chữa bệnh được thì con chim nó luôn khỏe mạnh và gáy đều, chim lúc nào cũng sung. Đấy. Đây là chim non này, đây là chim ta, chim non. Đấy, vừa rồi em cũng ra được một số chim chim lối ở bên này. Em quay lại bên này một chút cho mọi người cùng xem. Đấy, đây là em ra được mấy con chim lối. Nhưng mà nó chưa ra giọng thì em không biết là sau này nó sẽ giọng như thế, ra nó có lối hay không. Còn chim âm ấy, đây còn cái dãy trên này là chim âm. Chim âm này là toàn là chim tơ. Có thể là bố mẹ nó rất là hay nhưng mà con nó cũng không đạt mấy mọi người ạ. Con nó chỉ được 50% thôi. Chứ anh em, nhiều anh em nói bảo là bố mẹ mà hay thì ra chim con nó cũng hay. Không phải đâu mọi người ạ. Có khi chim con của nó hay hơn cả con bố mẹ, nhưng mà có con nó lại không được mọi người nhé. Đấy, nên mọi người mua chim non ấy cũng kiểu như là quay sổ số thôi. Đấy, có thể là đạt thì mình vui, mà không đạt thì mình cũng chấp nhận thôi. Bởi vì chim non này bọn em cũng không bảo hành được. Đấy. Đối với chim ta thì hiện tại em đang bán với cái giá là 350 một cặp mổ cứng như thế này rồi. Đây, mổ cứng như thế này rồi. Chim nhà em đa số là bón từ nhỏ nên rất là thuần nhá. Chim thuần lắm. Rồi ạ. 350 là một cặp như thế này. Nhưng mà em nỡ với chim non ấy em không ship xa đâu. Chim non thì có được bao nhiêu tiền đâu mà ship xa. Đấy, chỉ 350 một cặp thôi. Đối với chim âm thì nó giá có cao hơn một chút,
khoảng khoảng 1 triệu, trên 1 triệu đến 1,5 triệu trở lại nhé. Còn chim lối thì em chưa bán. Đấy. Nói với mọi người như vậy. Còn đa số bên này là chim sinh sản này, chim sản. Sinh sản đây là mấy cặp chim ta. Đấy, khu trên này em đã rồng mướp nó leo hết rồi. Nên là nó tạo được cái bóng râm cho chim. Không thì ở ngoài này á, ngoài trời này thì em xây bằng cái gạch đổ bê tông nên rất là nóng, nên em đã trồng mướp. Đấy, vừa được ăn mướp mà lại vừa được râm chim. Đấy. Dạo này chim nó kiểu như nó mổ thay lông, nó ít đẻ, nó đánh nhau mạnh lắm mọi người ạ. Đấy, những cái cặp sinh sản này này hỏng đi rất là nhiều cặp luôn. Đấy. Đây, con cặp này đang thúc rồi. Chim lối nhá. Đấy. Đôi khi ghép đẻ nó cũng không ra lối nhiều mọi người ạ. Nếu mà mình nhốt ra ngoài lồng riêng ấy thì nó lối nó sẽ ra dày hơn. Còn ở trong lồng này ấy, nó chủ yếu là nó thúc đẻ, nó đôi khi nó cũng ít lối. Đấy. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua chim thì liên hệ em nhé. Số điện thoại em để trên màn hình hoặc là gọi trực tiếp cho em số 0385 458 937. Số này em có cả Zalo để kết nối. Hoặc là gọi cho em số nữa là số 0372 875 655. Số này em chuyên để gọi nhé, không có Zalo. Đấy. Bên này là những cặp chim âm này. Bên này là những cặp chim âm nhưng mà dạo này nó đánh nhau kinh lắm. Đây, bây giờ toàn những con lẻ này. Những cái con nào mà đánh nhau mạnh thì em tách ra, ngăn ra hết rồi. Đấy. Nó đánh nhau mạnh lắm. Con này lên khiển này. Đấy. Con này là con trống mọi người nhé. Con mái thì đang nằm trong ổ này. Chuẩn bị lại sắp đẻ luôn. Đây. Cú cú. Đây, cặp này hôm qua vừa đánh nhau đây. Vừa mới thay đổi con trống khác nhưng mà không biết là có hợp nhau không. Đấy, dạo này nó đánh nhau kinh lắm. Đây, bên này em che thêm một tấm lưới đen để tạo cái độ kín cho nó ấy. Em thấy nó đánh nhau mới lại nó bỏ trứng nhiều quá. Cái dòng chim âm này cũng khó chơi. Đấy. Dòng chim âm thực ra nó vẫn là dòng chim ta thôi, nhưng mà nó có chất giọng nó khác nhau, nên là giá cả nó khác nhau một chút. Đấy. Đấy, em quay sơ qua cho mọi người như vậy. Anh em nào mà có nhu cầu mua chim thì liên hệ em nhé. Bên em nhận chuyển khoản gửi xe. Em thì gửi từ miền Bắc vào đến trong Cần Thơ trở ra. Còn những tỉnh ở miền Tây Nam Bộ ấy thì ví dụ như Trà Vinh, Tiền Giang, Kiên Giang, rồi Đồng Tháp, Cà Mau thì em chưa gửi bao giờ. Nên là em rất là ngại gửi vào khu vực đấy. Vì gửi xa nó không đảm bảo. Nếu mà mình gửi thì chắc chắn nó cũng gửi được thôi. Phải sang thêm một xe nữa. Có thể là em sẽ kết thúc video ở đây. Mọi người quan tâm thì hãy gọi điện cho em nhé. Em xin chào tất cả mọi người.